nghệ thuật hòa chung tiếng hát, gắn kết yêu thương. Cha con nói là đồng tiền cha kiếm được rất vất vả, vì thế con đừng phung phí, đừng mua những gì không cần thiết, và con hãy biết giúp đỡ những người bạn khó khăn, kém may mắn hơn con. Hãy cho con mồ côi để thăm các bạn. Con thấy các bạn sống rất vất vả. Giường của các bạn không ấm bằng giường con. Quần áo của các bạn không đẹp bằng của con. Đồ ăn của các bạn không ngon như của con. Các bạn cũng không được mua nhiều đồ chơi như con. Các bạn không được ai chăm sóc nhiều như con. Vì vậy, con phải biết yêu thương và chia sẻ với các bạn. Ước mơ còn nhớ thật nhiều niềm vui đến cho các bạn nhỏ của con đây. Đây là món quà để con dành cho các bạn. Con mong sẽ được sự trợ giúp của các cô chú để món quà này càng thêm nhiều hơn để con tặng cho các bạn. Ước mơ còn nhỏ bé, có cha và có mẹ. Khi thức dậy, tất cả đều yên mắt.
Rồi, xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, bé Suri và đặc biệt là ai đây? À, ô xin của Nguyễn Văn Trung ạ. Đây là bà xã của em, dạ, Trần Kim Thanh. Đặc biệt không biết làm sao mà Nguyễn Văn Trung dụ dỗ làm sao mà cô ấy lại đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, tại vì chủ đề hôm nay là nói về tiền, thì bà xã của em rất là... thích tiền. Bà cũng rất là thích đi cúng dường ở các chùa hoặc là đến những chạy trẻ mồ côi. Nói chung là bà rất là thích giúp đỡ những em bé hoặc là những người khó khăn. Cho nên khi mà bà nghe nói cái ý tưởng của em là em sẽ dàn dựng như vậy cho Suri thì rất là thích và muốn được tham gia, được góp mặt trong cái tiết mục này. Vâng, tấm lòng đã đến với những tấm lòng. À, và riêng về cái tiết mục này, mặc dù chỉ với một cái bài hát thôi, nhưng mà tôi tin chắc rằng cô bạn xinh đẹp đang ngồi kế bên tôi rất thích. Thích. Cảm ơn hai vợ chồng. Bà Trung cũng nghĩ ra một cái tiết mục như vậy cho một cái đứa bé mới chừng tuổi này mà biết tiết kiệm tiền để mà cho những em mồ côi như vậy, là một cái tấm lòng rất là hiếm. Cô Nhung rất là thích. Yeah. Và rất là thích cái cảm động và rất là thích cái tiết mục này. Yeah. Không biết nói sao. Tôi biết liền mà, bởi vì ấy rất hay làm những cái chuyện như vậy. Cái này là Phi Nhung nghĩ là tất cả mọi người nên coi và phải cho con học hỏi. Đây là một cái sự học hỏi rất là văn minh và rất là tốt cho tất cả các em bé. Phi Nhung cảm ơn cái tiết mục của Nguyễn Nhân. Vâng, cũng phải biết chia sẻ và cảm ơn cô. À, xin mời nhạc sĩ Thế Hiển. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, một trong những nhạc sĩ trẻ tài năng của thành phố. Và đối với một tác giả thì âm nhạc của Nguyễn Văn Trung qua ca khúc vừa rồi mà cháu đã hát đã thể hiện được gì? Tính định hướng trong âm nhạc. Đấy là định hướng cho tuổi nhỏ đã bắt đầu nghĩ đến sự sống cộng đồng. Chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, một trong những nhạc sĩ trẻ tài năng. Và đặc biệt là bạn đã có gần 200 ca khúc viết cho thiếu nhi. Rất hiếm những người nhạc sĩ làm được điều ấy. Nguyễn Văn Trung. Cảm ơn chú. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Thế Hiển rất nhiều. À, vâng, và tôi thấy là gương mặt của nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân đang rất là rạng ngời, hạnh phúc. Chị có thể chia sẻ được cái niềm hạnh phúc này. Cái nỗi thắc mắc của cô Xuân đã được giải đáp. Tại trong cái chương trình gia đình nghệ thuật, người ta nói gia đình nghệ thuật là phải xuất hiện đầy đủ mọi người trong nhà. Nhưng mà cho tới vòng thứ 9 mà vẫn chưa thấy bà xã của Nguyễn Văn Trung xuất hiện là cô Xuân bực mình lắm luôn. Giấu chị ơi. Tại nói, nhưng bữa nay không những xuất hiện đẹp mà còn hoành tráng nữa. Rất là cái cảm ơn cái tiết mục này. Khi bé Suri cất giọng lên ca và bé tâm sự thì quả tình không phải là một điều dễ dàng đối với cô bé còn rất nhỏ tuổi. Nhưng mà Suri đã truyền cảm hứng. Con truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn nhỏ. Là các bạn sẽ nhìn thấy, ô sao mà chị Suri chỉ làm được như vậy. Chị biết nghĩ tới những em bé khác, chị biết nghĩ tới những bạn nhỏ khác. Những bạn nhỏ mơ ước một bữa ăn ngon, mơ ước một món đồ chơi đẹp, mơ ước có cha mẹ chăm sóc dỗ về mà không có. Thế thì mình sẽ là những người đến để an ủi các bạn. Cái thông điệp của gia đình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã đem đến hôm nay thật đẹp. Lại một lần nữa, cảm ơn bài thơ đẹp của gia đình nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Dạ, cảm ơn. Vâng, và chúng ta cũng đã trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cũng như là bé Suri nhiều rồi. Và sẵn dịp hôm nay có bà xã của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung thì chắc cũng muốn nghe vài lời tâm sự. Kim Thanh cũng đã xem chương trình gia đình nghệ thuật rồi đúng không? Dạ, không những xem mà hầu như là lúc nào em cũng phải coi đi cả trăm lần á anh.
Coi cả trăm lần luôn. Tại con sợ hai cha con thua. Trời ơi, để giống như con cày wheel vậy đó cô. Vậy rồi con có nghĩ là đến một lúc nào con phải xuất hiện để con phụ với hai cha con để đừng thua không? Con không biết nữa, nhưng mà hôm nay con nghe là hai cha con nói là hôm nay sẽ loại một đội. Thì con đi lên để có gì mà con ủng hộ phải không? Có lội thì lội chung cho nó vui đúng không?